Diễm Thi thân mến chào quý khán thính giả với chương trình Cuộc sống quanh ta. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, thì năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 là thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và thấp hơn Hàn Quốc tới 10 lần. Ngay cả so với các nước ở ASEAN có mức thu nhập trung bình, thì năng suất lao động của Việt Nam cũng chỉ bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan. Nguyên nhân do đâu mà năng suất lao động của người Việt Nam lại thấp hơn rất nhiều so với các nước khác là chủ đề của chương trình Cuộc sống quanh ta kỳ này cùng với Trân Như và Hòa Ái. Dạ, thưa anh Trân Như và thưa chị Diễm Thi, thì nếu như mà Hòa Ái nhớ không có lầm đó, thì chỉ vài tháng trước đây thôi thì Phó Thủ tướng Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu là trong cái bộ máy hành chính của Việt Nam đó thì có khoảng 30% số công chức là không có cũng được. Bởi vì họ làm việc theo cái kiểu gọi là sáng cấp ô đi rồi tối cấp ô về, không mang lại bất cứ một cái thứ hiệu quả nào trong công việc hết. Bây giờ thì đến công nhân rồi kể cả nhân viên văn phòng, nhiều giám đốc công ty kinh doanh tại Việt Nam đó thậm chí đã phải thốt lên rằng là người Việt Nam làm thì ít mà lại kêu ca thì nhiều khi mà họ so sánh thời gian làm việc và hiệu suất công việc giữa người lao động người Việt Nam với lại cái lao động của nước ngoài ở trong khu vực. Nhưng mà ở bên Tây thì Diễm Thi thấy là người ta khen người Việt Nam là chăm chỉ, thông minh, cho nên các cái chủ hãng thì rất thích nhận nhân viên người Việt Nam. Cái chuyện năng suất lao động của người Việt Nam thấp là do nhiều lý do khách quan nữa, chứ không phải là công nhân Việt Nam làm biếng đâu chứ như ạ. Dạ vâng, vì nhiều cái lý do lắm chị. Một số chuyên gia thì cho rằng là cái nguyên nhân của cái tình trạng năng suất lao động ở Việt Nam thấp là do kỹ năng yếu, thể lực kém, kỹ thuật và công nghệ sản xuất thấp. Một cái nguyên nhân khác nữa cũng không kém phần quan trọng nữa là do cái trình độ quản lý kém nên là dẫn đến cái năng suất lao động thấp là đương nhiên rồi. Bên cạnh đó thì lao động Việt Nam quen cái kiểu lè phè lạ tà theo cái chuyện đâu còn có đó. Đó dạ vâng, hay là đi đâu mà vội mà vàng, như vậy. Cho nên là cứ từ từ mà làm, không có gì hết á. Cái chuyện mà như Trân Như mới nêu ra như là thể lực kém đó thì nghe nó có vẻ là không có thuyết phục lắm phải không? Đúng tại rồi. Vì người ta so sánh là người châu Á với nhau thì nghĩa là cùng một cái thể trạng dốc dáng một người. Đúng rồi. Thì nó sẽ là giống nhau thôi. Thì Hòa Ái lại nghĩ là cái câu mà tiền nào của nấy thì có vẻ là nó đúng hơn. Tại sao? Dạ, do các doanh nghiệp đó cần công nhân được đào tạo đúng chuyên môn thì ở Việt Nam lại là không có đáp ứng được hoặc là không có đáp ứng đủ. Thế nên năng suất làm việc sẽ thấp và mức lương dĩ nhiên là cũng phải thấp theo thôi. Mà mức lương thấp thì công nhân lại không có nhiệt tình làm việc. Trước đây thì chị Diễm Thi đi làm ở Việt Nam có lẽ cũng kinh nghiệm qua rồi. Đúng rồi, Diễm Thi hoàn toàn đồng ý với Trân Như với lại Hòa Ái về cái yếu tố chủ quan của lao động Việt Nam. Còn cái yếu tố khách quan thì cũng nhiều lắm. Thứ nhất là cái chuyện kẹt xe. Mà kẹt xe ở đây là đường kẹt cứng, không có lối đi chứ không phải là chỉ đông xe hay là di chuyển chậm vào giờ cao điểm đâu. Thứ hai là chính người quản lý đã phân công công việc không có phù hợp với cái kỹ năng của nhân viên. Tiếp đến là cái môi trường làm việc thì nhiều nơi không có thân thiện, không có tôn trọng nhân viên. Cho nên nhân viên họ chỉ làm cho xong việc, họ lãnh lương chứ họ không có làm hết mình với công ty. Dạ vâng, đâu phải được như office. Chứ sao? Theo Trân Như thì cái yếu tố quan trọng đóng vai trò quyết định đối với cái doanh nghiệp chính là nhân viên. Mà nhân viên không hết lòng với công ty, bà giám đốc không hết lòng với nhân viên thì làm sao mà công ty nó phát triển được, đúng không ạ? Nếu mà chỉ so sánh nhân viên Việt Nam với nhân viên nước ngoài trong nước thì đã thấy cái sự khác biệt rồi. Nhân viên Việt Nam thì từ công nhân đến kỹ sư luôn cà phê cà pháo đến phải nói là 9 giờ sáng mới bước chân vào công ty. Chiều thì tranh thủ hẹn nhau nhậu nhẹt sau giờ làm việc và trốn ra công ty. Trốn sớm đi nhậu. Trong khi đó thì cùng một công ty thôi nhưng mà các kỹ sư nước ngoài thì lại là họ làm việc nghiêm túc hơn. Rồi họ làm nhiều giờ hơn nữa. Thì trong cái giờ làm việc thì không có thấy họ đi lang thang quán xá ở đâu hết. Rồi họ dành thời gian cho công việc nhiều hơn người Việt Nam. Thì đó là một cái điều là hết sức là rõ ràng. Còn một yếu tố khiến cho năng suất lao động của người nước ngoài cao hơn người Việt Nam nữa là như là Hòa Ái như Hòa Ái dạ. Nói dạ đúng rồi, cũng có khi tại vì họ lãnh lương cao rồi họ về Việt Nam đâu có bạn nhậu đâu nhậu đúng không? Nói vậy thôi chứ cái chuyện lao động Việt Nam lè phè hay là cái chuyện hẹn nhau nhậu nhẹt sau cái giờ làm rồi chuồn về sớm là cái chuyện mà đã ăn sâu vào cái thói quen của đa số người Việt Nam rồi và rất là khó sửa. Ngày trước Diễm Thi ở Việt Nam thì cũng vậy thôi. Dù là làm trong một công ty nước ngoài, có nhiều nhân viên người nước ngoài cùng làm, nhưng mà người Việt Nam cũng chứng nào tật nấy. Rồi thêm vào đó là cái tính du di của người Việt mình nữa. Cũng khiến cho cái tinh thần kỷ luật lao động nhiều khi không có được tuân thủ, dẫn đến cái ỷ lại châm chước cho nhau. Hỏa nói thêm chút xíu. Có lẽ là một cái tệ nạn khác đó cũng góp phần khiến cho năng suất lao động tại Việt Nam kém đó là nạn
mà người Việt Nam hay gọi là COCC, là con ông cháu cha. Dạ. Nhiều khi những người mà không có thực lực nhưng mà họ lại được cân nhắc vào các chức vụ quan trọng, cho nên tất nhiên là công việc làm sẽ không có mang lại hiệu quả chút nào hết. Dạ vâng, chị Như hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến vừa nhận xét vừa rồi của hai chị đó. Thì hiện nay là đa số các cái doanh nghiệp chỉ mới tập trung huấn luyện kỹ năng cho nhân viên, chưa có quan tâm đến cái việc nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và cái đạo đức nghề nghiệp của họ. Bên cạnh đó thì cái sự sáng tạo là một trong những cái năng lực cạnh tranh trên thế giới ngày nay, nhưng mà với Việt Nam thì chưa có được khuyến khích cho lắm. Ngoài ra đó, mà muốn phát huy cái sự sáng tạo thì các cái quyền về tài sản trí tuệ này kia phải được pháp luật bảo vệ. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái chuyện ăn cắp bản quyền thì không có bị xử lý, hoặc là bản quyền chỉ được pháp luật bảo vệ bằng văn bản chứ không có trên thực tế, thì là một cái rào cản thứ hai ngăn chặn cái tính sáng tạo của người Việt Nam mình. Rồi còn một yếu tố là ngoại ngữ cũng là một cái rào cản trong cái việc mà nghiên cứu tài liệu cũng như là tiếp xúc học hỏi khi mà ra nước ngoài làm việc hay là học tập. Nói chung là có nhiều lý do khiến cho năng suất lao động Việt Nam trở thành là thấp nhất trong khu vực. Đây quả thực là một cái tin không có vui, nhưng biết đâu thì lại là dịp để mà lao động Việt Nam thức tỉnh và các nhà quản lý thì tìm cách điều chỉnh những cái thiếu sót để mà lao động Việt có nhiều cơ hội tham gia thị trường lao động ở ngoài nước một cách công bằng trong khu vực. Diễm Thi, Hòa Ái và Chân Như chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.